Thầy hứa với ông Biện Đài. Lúc Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi núi Tà Lơn được khoảng mấy hôm, Thầy có nói với ông Biện Đài như vậy: Đài à, sau này Thầy sẽ vắng mặt một thời gian. Ông Biện Đài nghe Thầy nói vậy, ông liền hỏi lại: Thầy, Thầy vắng mặt rồi, Thầy có về không Thầy? Thầy nói lại: Về chứ, về để lo tín đồ mà. Ông Biện Đài hỏi tiếp: Dạ thưa Thầy, con tu như vậy con có gặp được Thầy không Thầy? Thầy nói: Đến chừng đó ông chết rồi, nhưng hồn ông còn, không có mất. Ông hỏi tiếp: Dạ Thầy, vậy ngày con chết Thầy có về không Thầy? Thầy nói: Có, tôi sẽ về. Nói xong, Thầy dẫn ông đi tiếp. Rồi từ đó về sau khoảng không lâu, đến năm 1947, Đức Thầy vắng mặt. Rồi thời gian sau ông Biện Đài mất, thì trong lúc gia đình lo đám sự cho ông, thì trong lúc này có một người thanh niên trẻ đẹp ở đâu đi đến gặp con của ông Biện Đài và nói: Tôi nghe ông Biện Đài mất, và trước kia tôi nghe ông được Đức Thầy dặn ông đi núi, cho nên hôm nay tôi đến để gặp mặt ông Đài lần cuối. Lúc này người con của ông Biện Đài thấy người lạ nên cản không cho gặp. Thì người thanh niên này nói lại rằng: Hôm nay tôi đến đây gặp mặt ông Biện Đài, ông không cho thì tôi đi. Nói xong người thanh niên đi thẳng ra ngoài mất dạng. Khi người thanh niên đi rồi thì con ông Biện Đài chạy vào nói cho mẹ biết. Lúc này mẹ của ông nghe rất là buồn, liền nói lại với con rằng: Con ơi, sao mà con không cho người đó vào con? Người đó đó chính là Đức Thầy đó con. Vì trước kia ba con có nói cho mẹ biết, sau này ba con mất, Đức Thầy có hứa về gặp ba con lần cuối đó con. Vậy người đó là Đức Thầy đó con. Sao mà con không có cho người đó vào? Con làm lỡ hết chuyện rồi. Ông vừa nghe mẹ nói xong, ông liền hối hận vô cùng. Mẫu chuyện này do vợ ông Bùi Đình Kên kể lại. Lời bình: Ông Biện Đài trên đây, ông thật duyên sâu với Đức Thầy. Ông được Đức Thầy dẫn đi núi Tà Lơn giải quả căn, và ông còn được Đức Thầy hứa với ông, khi ông mất Thầy sẽ trở về gặp mặt ông lần cuối, đúng như lời hẹn không sai. Khi ông mất, Đức Thầy có về, nhưng Thầy giả ra một người thanh niên khác để đến gặp mặt ông, nhưng rồi con của ông Đài không cho vào gặp, cho nên Đức Thầy mới ra đi. Và khi mẹ ông biết được chuyện ông như vậy và kể lại cho con ông biết, ông thấy hối hận không biết làm sao và không còn gặp được người thanh niên đó nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo, Thầy hỏi ông Tẩu Mã A, tức Biện Đài, ngày 22 tháng 2 năm 1947, lúc này Đức Thầy ở Ba Răng, Cần Thơ, thì trong thời gian này ông Biện Đài ở với Đức Thầy. Lúc này ông mới nói với Đức Thầy về thăm nhà. Đức Thầy nói lại với ông như vậy: Đài à, chuyến này về thăm nhà rồi, chừng nào xuống? Ông mới nói lại: Dạ, tôi về vài ngày là tôi xuống à Thầy. Đức Thầy nói: Tôi hỏi ông vậy thôi, chứ chuyến này ông về đến chết ông chưa gặp được tôi nữa. Vậy tôi cho ông một cẩm nang nè, ông giữ cho kỹ nghe, và ông nhớ 28 năm sau đất nước có chuyện lớn ông mới được mở ra xem nha. Thầy đưa cho ông cẩm nang, thì lúc này ông Biện Đài đưa hai tay lấy và nói lại: Thầy ơi, nhà tôi cũng gần mà, tôi về vài ngày là xuống thăm gặp Thầy chứ có gì đâu. Nói xong ông thưa Thầy ra về. Ngày ông ra về là ngày 22 tháng 2 năm 1947. Rồi đến ngày 25 tháng 2 năm 1947, Đức Thầy vắng mặt. Ông nghe tin rất là buồn, và ông tự trách và nói với lòng rằng: Thầy tiên tri trước mà mình không biết, thật là đau lòng quá. Và không còn gặp được Thầy nữa rồi Thầy ơi. Rồi từ đó ông ở nhà lo tu cho đến một thời gian sau. Một hôm nọ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông vác cuốc đi ra ruộng để làm.
Khi ông đi ngang qua thì gặp những người cùng xóm làng. Họ nói: "Ông Năm", tức ông Tẩu Mã A, "ông không có hay biết chuyện gì lớn xảy ra sao mà còn vác cuốc ra ruộng vậy ông?" Ông hỏi lại: "Ừ, có biết chuyện gì đâu, mấy anh nói lại nghe thế nào?" "Hời ơi, ông ơi, Sài Gòn thất thủ rồi. Ông không có nghe làm sao? Tin tức báo chí đăng ầm ầm vậy mà không biết à?" Lúc này ông nghe mọi người nói xong, ông liền vội chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong, ông lên ngôi Tam Bảo thỉnh bức thơ Cẩm Nang mà Đức Thầy cho ông và dặn ông có chuyện lớn đất nước mới được mở ra xem. Khi ông mở ra thì có mấy câu thơ tiên tri của Đức Thầy như sau: "Nhị thập bát niên tứ ngoạt nhật thời", nghĩa là 28 năm sau, đúng ngày 30 tháng 4, đất nước sẽ được thời bình. Ông đọc xong, rồi ông kể lại cho đồng đạo nghe. Rồi sau này đồng đạo đó còn nhớ có câu này đọc: "Nhị thập bát niên tứ ngoạt nhật thời", và kể lại như phần trên cho đồng đạo nghe. Thật không sai như lời tiên tri của Đức Thầy, biết trước hết, và Ngài cũng có nói trong giáo lý của Ngài như vậy: "Việc thiên cơ khùng tỏ hết chân, cho chẳng hạ tường nơi lao lý." Mẫu chuyện này do ông Tẩu Mã A kể lại. Lời bình: chuyện trên đây Đức Thầy tiên tri cho ông Tẩu Mã A biết trước về đất nước sẽ hòa bình, và còn nói với ông sau này không gặp lại thầy nữa. Và lúc đó ông cứ tưởng thầy nói chơi, nhưng ông không ngờ vài ngày sau ông nghe thầy vắng mặt. Rồi từ đó ông mới biết là lời tiên tri của thầy nói với ông mà ông không biết. Rồi từ đó cho đến ngày ông bỏ xác, ông không còn gặp thầy nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: Quả sĩ Hà Khê. Ông quả sĩ Hà Khê là một người rất giỏi. Khi Đức Thầy mở đạo, ông có đến quy y, và ông cũng có tài thuyết pháp rất giỏi. Và khi ông thuyết pháp đến đoạn nào thì ông vẽ cảnh đó lại y như thật đó. Chẳng hạn như ông thuyết đến đoạn có nói về tiểu sử Phật Thích Ca thì ông vẽ hình Phật và cây bồ đề giống y như thật vậy. Và nhắc lại đây, khi ông quy y tu được một thời gian thì đến năm 1947 Đức Thầy vắng mặt. Rồi từ đó ông nhớ đến thầy, ông có xây một đài kỷ niệm tại Phú Thành B, huyện Tam Nông, Hồng Ngự để tưởng nhớ đến thầy. Vì chỗ này là lần cuối thầy lui gót đến đây rồi vắng mặt. Rồi thời gian sau đến ngày giải phóng đất nước năm 1975. Rồi khoảng một thời gian sau, bỗng một hôm ông ngồi ở nhà tưởng nhớ đến thầy. Ông có khởi tâm nói thầm như vậy: "Phải chi mình gặp được Đức Thầy một lần nữa, rồi có chết cũng mãn nguyện." Khi ông nói thầm xong rồi thì vài ngày sau, vào lúc buổi chiều có một ông cùi lở lét gắt ghê bơi một chiếc xuồng cũ ghé bến của ông để xin ăn. Lúc này ông thấy ông cùi, ông liền bới cơm đem xuống cho ông cùi ăn. Khi ông cùi ăn xong là trời vừa tối. Ông cùi thấy trời tối liền nói với ông Hà Khê rằng: "Ông ơi, trời tối, cho tôi xin lên nhà ông ngủ nhờ một đêm có được không?" Lúc này ông Hà Khê thấy tối liền nhận lời cho ông cùi lên ngủ một đêm. Khi lên, ông Hà Khê dâng mùng riêng cho ông cùi ngủ. Lúc này ông cùi nói với ông Hà Khê rằng: "Tôi già rồi, tôi ngủ một mình thì tôi sợ lắm. Tôi cũng muốn ngủ chung với ông." Ông nghe ông cùi nói vậy không từ chối được, liền cho ông cùi ngủ chung với mình. Nhưng khi vào ngủ thì ông Hà Khê nằm để đầu ở ngoài mùng vì ông sợ ghê. Nhưng rồi hồi lâu ông Hà Khê mệt vào giấc ngủ hồi nào không hay. Khoảng 3 giờ sáng ông giật mình thức giấc thì ông không nhìn thấy ông cùi đâu. Rồi ông ngửi có mùi thơm lạ chưa từng có trong mùng lan ra cả nhà rất sảng khoái. Lúc này ông mới biết đó là Đức Thầy về thử ông mà ông không nhận ra.
ông gắt hối hận, rồi ông thắt cổ chết để theo thầy. Mẫu chuyện này do ông Tậu Mà A kể lại. Lời bình: thật tiếc thay ông Hà Khê trên đây là người hữu duyên với thầy. Khi thầy vắng mặt, có biết bao tín đồ muốn gặp thầy nhưng không được. Còn ông khởi tâm thì được thầy về gặp ông, nhưng thầy về giả thử lòng mà ông không biết. Khi ông biết thì quá muộn rồi, cho nên ông mới tìm đến cái chết để theo thầy cho tròn câu mơ ước của ông vậy. Này hỡi đồng đạo, nếu gặp trường hợp trên đây, ta hãy xem mình như ông cùi kia, thì đâu có còn ghê sợ nữa. Như vậy ta mới được mong muốn như lòng của ta rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: thương thầm Đức Thầy. Miền Đông năm 1946, lúc này Đức Thầy đang ẩn lánh bọn Pháp tìm cách bắt bớ Ngài. Thì lúc này có một người con gái ở Sài Gòn có đến đây thăm người thân. Thì lúc này cô gặp được Đức Thầy, cô đem lòng thương thầm Ngài. Đức Thầy biết được tâm ý của cô nên viết bài thơ tình yêu để nói rõ lên ý nghĩa của tình yêu cao cả của Ngài và cảnh tỉnh cô, cho cô biết Ngài không yêu riêng ai cả. Và còn nhắc cho cô biết, muốn yêu thì hãy yêu nhân loại đại đồng, sẽ gặp tình yêu vô bờ bến. Bài tình yêu như sau: ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách ma hồng. Nếu khách ma hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang một khối tình, dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Khi Đức Thầy viết đọc xong, cô gái này hổ thẹn không dám nghĩ ngợi gì nữa và còn thầm kính mến Đức Thầy vô hạn. Rồi từ ngày đó cô về ở dậy không lập gia đình cho đến ngày cô bỏ xác. Cô gái đó hiện giờ nhà ở đường Bà Hạt, quận 10. Cô mất năm 2017, thọ được 95 tuổi. Hiện giờ người bạn của cô còn sống. Cô đó có đến quán chay Đồng Đạo Suối Nguồn ăn. Tình cờ cô kể lại cho Suối Nguồn biết bạn của cô thương thầm Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Mẫu chuyện này do bà Nguyễn Thị Cúc, bạn cô, kể lại. Lời bình: cô gái trên đây đem lòng thương Đức Thầy. Có lẽ cô tưởng rằng Đức Thầy là người thường, cho nên cô đem lòng thương thầm Ngài. Nhưng Ngài hiểu được tâm ý cô nên mới sáng tác bài thơ tình yêu để nhắc nhở khuyên cô nên đem tình yêu cao cả của mình đối với nhân loại, vạn vật, thì sẽ gặp một tình yêu vô bờ, vô bến vậy. Như vậy cô sẽ hiểu được tình yêu của Ngài vậy. Và ngụ ý trong bài thơ, Ngài còn khuyên cô đừng yêu riêng chi một tình yêu nhỏ bé. Hãy trở về yêu một tình yêu đại đồng, đó là một tình yêu phi thường vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo:
thầy La Tín Đồ. Lúc năm 1939, Đức Thầy mở đạo khoảng thời gian thì có một nữ cư sĩ đến quy y vào đạo làm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cô này đã có gia đình, có chồng, cô theo đạo Tam Kỳ, tức đạo Cao Đài. Chồng cô rất hiền, và mỗi khi có chuyện, cô vợ tín đồ này thường hay chửi chồng, không có chịu nhịn. Còn người chồng thì làm thinh không nói gì lại. Nhưng ông chồng này mỗi lần bị chửi thì ông ra nhà trên, chỗ vợ ông có thờ chân dung Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ông nói như vậy nè: "Ông Tư ơi, ông dạy tín đồ ông sao mà hổn dữ vậy ông Tư ơi?" Nói xong ông đi vào. Và mỗi lần vợ ông chửi ông, ông đều ra chân dung của thầy, ông nói y như vậy đó. Rồi một hôm nọ, cô tín đồ có dịp lên Hòa Hảo thăm thầy. Khi cô vừa đến đi thẳng vào tổ đình, thì lúc này Đức Thầy trong nhà bước ra gặp cô mà nói: "Cô tu làm sao mà để người ta máng vốn tôi hoài vậy?" Cô này trả lời lại: "Dạ thưa thầy, thầy nói gì mà con không có hiểu vậy?" Đức Thầy nói cho cô biết: "Cô tu cô nhịn chồng cô không được sao?" Đức Thầy vừa nói xong thì cô này nghĩ thầm rằng: "Chắc ông chồng của mình đây nè, ông lên mét thầy thôi chứ không có ai trơn á." Cô ngẫm nghĩ xong rồi cô vào làm lễ. Rồi cô ở lại nghe thầy thuyết pháp xong rồi ra về. Khi cô về đến nhà, đầu tiên cô gọi chồng cô lại hỏi và nói: "Ông nè, bộ ông lên tổ đình ông gặp thầy tôi rồi ông mét là ông nói tôi chửi ông phải không?" Lúc này chồng cô không hiểu cô nói gì mới nói lại: "Cô nói gì ạ? Tôi có lên đâu mà mét cô?" Cô nói lại: "Hồi nãy tôi lên tổ đình nè, tôi gặp thầy nè. Ông mét tôi ở nhà tôi chửi ông chứ gì?" Ông lúc này nghe vợ mình nói vậy, ông mới nhớ lại rằng và nói: "À, chắc là như vậy nè bà ơi. Bà biết sao không? Mỗi lần bà chửi tôi đó, tôi thường ra ngoài chỗ thờ chân dung của thầy bà. Tôi than và nói gì nè: ông Tư ơi, ông dạy tín đồ ông sao mà hổn dữ vậy ông Tư ơi? Tôi nói vậy đó, chắc ngài nghe tôi nói đó bà ơi, vì thầy bà là Phật mà." Ông vừa nói xong thì bà vợ mới hiểu được đầu đuôi làm vậy. Rồi từ đó, mỗi lần có chuyện, bà đâu có dám chửi chồng nữa, sợ thầy biết được thầy la, chỉ nói nhỏ nhẹ mà thôi. Mẫu chuyện này do Đức Bà kể lại. Lời bình. Cô tín đồ trên đây đã quy y vào đạo rồi, nhưng cô không chịu hòa nhã với chồng cô. Mỗi khi có việc thì cô chửi chồng không có nhịn. Nhưng lạ là chồng của cô không có theo đạo cùng cô, và ông tu theo đạo Cao Đài. Nhưng ông ta rất hiền, mỗi khi có chuyện cô chửi thì ông nhịn. Nhưng ông không biết làm gì hơn, chỉ ra chân dung Đức Thầy mà than nói với Thầy mà thôi. Không ngờ những lời nói đó mà Đức Thầy nghe biết được. Cho nên cô tín đồ lên thăm Thầy, Thầy la cô: "Có lẽ cô tín đồ này chưa biết Thầy mình là Phật, cho nên cô mới nói vậy." Này hỡi tất cả đồng đạo ơi, hãy nhìn cô tín đồ trên đây mà ta hãy nhớ rằng, dù thầy ta hiện giờ xa cách, ta làm gì, thầy ta đều biết hết. Đừng tưởng rằng việc làm sai trái của ta mà thầy ta không biết, đó là sai lầm. Phải biết rằng thầy ta là Phật, chuyện gì ngài cũng biết hết. Chẳng hạn như hai vợ chồng trên, bà vợ chửi chồng, chồng nhìn chân dung thầy mắng vốn, thầy biết là vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, thầy dặn tín đồ. Khoảng trung tuần tháng 5 1945, Đức Thầy có về Tăng Thành, Lai Dung, Đồng Tháp, có đến sân vận động để thuyết pháp. Và trong pháp hội đó, khán giả đến nghe pháp rất đông. Và trong khán giả đó có một người tên là Nguyễn Văn Dành, nhà cũng gần đó, có đến nghe pháp. Khi chàng pháp vừa xong thì Đức Thầy có nói với mọi người có mặt hôm đó rằng: "Gán nhìn thầy cho kỹ, sau này thầy vắng mặt một thời gian rồi thầy trở lại y như xác cũ này, không thay đổi gì hết." Khi thầy nói xong, mọi người ra về và nhớ mãi lời dặn dò đó. Và có ông Nguyễn Văn Dành thường nhắc lại cho con cháu nghe. Ông này nhà Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Dung, Đồng Tháp. Ông mất thọ được 88 tuổi.
Lúc còn sống, ông có kể lại cho một người cháu ông nghe, và người cháu đó hiện giờ là tu sĩ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó. Người cháu đó pháp danh là Suối Nguồn. Mẫu chuyện này do Suối Nguồn kể lại. Lời bình. Nhiều tín đồ Trung Kiên trước đây đã từng được gặp Thầy và nghe Đức Thầy dặn dò, Ngài sẽ vắng mặt một thời gian rồi Ngài sẽ trở lại. Và khi Ngài trở lại không thay đổi chi, Ngài dặn cho tín đồ hiểu rằng là vì Ngài biết trước khi Ngài vắng mặt sẽ có nhiều người đứng lên xưng Thầy để rạc tín đồ nhẹ dạ. Thật cao cả thay, một vị Phật lâm phàm lúc nào cũng muốn cho đệ tử của mình đi đúng đường chánh mới đạt được hạnh phúc viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo. Đói, đói, đói. Mùng 6 tháng 4 năm 1945, Đức Thầy có đến sân vận động xã Mỹ Luông, chợ mới Long Xuyên thuyết pháp. Lúc này là 2 giờ chiều, người ta đến nghe rất đông. Và trong thời pháp này, Đức Thầy có nhắc lại cuộc đói ở miền Bắc, chết gần 2 triệu người. Đức Thầy kể: Lúc Ngài cùng một số tín đồ ra Bắc giáo độ, Ngài thấy người chết rất thảm thương. Và có 2 mẹ con người này, bà mẹ đào hố chôn đứa con mình. Đứa con nói: Mẹ ơi, sao mẹ chôn con? Bà mẹ trả lời: Con ơi, chính vì mẹ thương con cho nên mẹ mới chôn con. 2 mẹ con nói qua lại cho đến khi không còn nghe tiếng nữa. Con thì nằm ở hố, mẹ thì gục tại chỗ. Đức Thầy kể xong hôm đó, mọi người ai cũng đều khóc không cầm lòng được. Khi Thầy kể xong thì Thầy đưa tay lên, nói lớn tiếng rằng: Đói, đói, đói. Thầy nói như vậy 3 lần. Thầy nói tiếp: Còn một trận đói thứ 3 lớn hơn bây giờ nữa. Rồi Thầy nói tiếp: Bây giờ nước Mỹ giàu nhất thế giới, Việt Nam nghèo nhất thế giới, rồi sau này nước Mỹ nghèo nhất thế giới, Việt Nam giàu nhất thế giới. Thầy vừa nói xong, có một tín đồ đứng lên thưa: Dạ Thầy, sao Thầy nói nước Mỹ bây giờ giàu sau này nghèo, và Việt Nam bây giờ nghèo sau này giàu là sao vậy Thầy? Xin Thầy nói rõ cho con biết. Đức Thầy cho biết: Nước Mỹ bây giờ ỷ mạnh đem quân đi đánh khắp nơi nên sau này nghèo, còn Việt Nam bây giờ nghèo, chừng lập đời lại Việt Nam giàu nhất thế giới và làm chủ thế giới. Thầy nói xong thì mọi người chào ra về và ghi nhớ những lời ngọc ngà đó không bao giờ quên. Mẫu chuyện này do đồng đạo Cao Niên kể lại. Lời bình. Nhắc lại lời nói trước đây của Đức Thầy, khi Ngài về Mỹ Luông thuyết pháp, Ngài có báo trước rằng sau này còn một trận đói thứ 3 nữa. Và Ngài còn nói trước nước Mỹ và nước Việt Nam chúng ta sẽ đúng y như lời của Ngài nói trên đây vậy. Vậy ta hãy xem lại hoàn cảnh thế giới bây giờ, coi có đúng không? Chắc cũng không sai lệch gì đâu, vì Ngài tận diệt đã lộ rõ rồi, không còn bao lâu nữa đâu, hỡi đồng đạo ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo. Thầy mượn cớ vắng mặt. Năm 1947, lúc này Đức Thầy có thơ mời của Vũ Vinh đến Đốc Vàng, Hồng Ngự để họp. Khi nhận thơ, Đức Thầy cùng 4 người tín đồ đi theo và một người chèo ghe nữa. Lúc này Thầy xuống đến gần mũi ghe thì có ông Tẩu Mã A chạy xuống nắm mũi ghe cho Đức Thầy bước xuống. Khi Thầy bước xuống, ông Tẩu Mã A mới hỏi: Thưa Thầy. Dạ Thầy, Thầy cho con theo với Thầy. Thầy nói không có được, ông ở lại đi. Nói xong thì ghe lui bến thẳng tiến đến Đốc Vàng họp cùng Vũ Vinh. Lúc này là ban đêm. Trong khi đang họp thì có sự cố xảy ra. Thì trong lúc biến cố này thì bên tín đồ của Đức Thầy và bên Vũ Vinh đều có người chết. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Thì trong lúc sự cố này có người đồn là Thầy bị người ta ám sát chết rồi. Thì lúc này ông Tẩu Mã A nghe vậy nên ông mới tức tốc lên cho Đức ông và Đức bà nghe. Khi ông vừa đến tổ đình đi vào đến cửa thì bỗng đâu Đức Thầy từ trong buồng đi ra gặp ông mà hỏi: Ông Tẩu Mã,
ông đi đâu vậy? Lúc này ông Tẩu Mã chưng hửng, không biết nói sao, nên ông nói thầm: Mình nó nghe thầy bị người ta ám sát chết, rồi định lên nó báo cho đức ông với đức bà biết, nhưng thầy đây mà, đâu có chết đâu. Nghĩ xong, ông liền cắt tiếng nói lại: Dạ, con lên thăm đức ông và đức bà. Đức thầy liền vỗ vai ông mà nói: Ừ, vậy thì được. Tôi nói cho ông biết nghe, không có ai làm gì được thầy đâu. Và ông nên biết, lúc trước tôi dùng quá thăng cho họ bắt, lần này tôi tự đến cho họ bắt. Tôi mượn cớ này vắng mặt một thời gian để thử lòng tín đồ vậy đó. Còn ông hãy gán lo tu đi, sau này tôi về sắp công việc cho mà làm. Ông nghe thầy nói xong, ông khóc như mưa, vì ông rất thương thầy. Ông tủi thân rằng ông mới vào đạo gần thầy không được bao lâu mà nay lại xa thầy cách biệt. Rồi từ ngày hôm đó, ông biền biệt xa thầy mãi mãi đồng đạo ơi. Nhưng không sao, một ngày gần đây, thầy sẽ trở lại gặp ông đúng như lời dặn của thầy lúc thầy trò xa cách. Mẫu chuyện này do ông Tẩu Mã A kể lại. Lời bình. Khi đức thầy mở đạo thì thầy có nhắc qua nhiều đoạn trong giáo lý của ngài để xa tín đồ rồi sẽ trở lại. Nhưng tín đồ không ngờ ngài ấy sẽ đến quá nhanh, cho nên tín đồ ai cũng thương và nhớ thầy. Rồi mới nhớ lại lời thầy dặn dò năm nào mà đau lòng. Và nhiều tín đồ tự trách mình rằng, sao lúc đó không hỏi thầy vắng mặt rồi ngày nào thầy về để biết. Chẳng hạn như ông Tẩu Mã A trên đây, được gặp thầy lần cuối và được thầy dặn dò. Ông quên hỏi, cho nên ông không biết chính xác ngày thầy trở gót. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo. Thắc mắc. Lúc đức thầy vắng mặt năm 1947, các tín đồ ai cũng như gà mất mẹ, không biết tìm thầy đâu. Rồi mãi đến năm 1975, đất nước từ Bắc sang Nam được giải phóng hoàn toàn, thì lúc này có anh bộ đội từ miền Bắc vào Nam để tìm thăm người quen. Khi anh vào tìm được người quen rồi, chiều nọ anh đi qua các nhà gần cạnh chơi, thì thấy mỗi nhà đều có chân dung đức thầy để trên ngôi tam bảo, anh mới nói: Người này đâu có chết đâu mà thờ. Tôi thấy ông ở ngoài quê tôi đó. Ông này thấy lạ lắm đó. Không biết ông ở đâu tới. Ông đóng chiếc ghe xong rồi, ông lại tháo ra đóng lại nữa đó. Đúng là ông này rồi. Giống y như hình này mà. Ông đâu có chết đâu mà nhà nào cũng thờ ông vậy. Lúc này mọi người mới nói lại rằng, đó là thầy của tôi đó, cũng là Phật đó. Thầy tôi đâu có chết, chỉ vắng mặt thôi. Vì chúng tôi nhớ thầy nên thỉnh chân dung về để đó, để tưởng nhớ ngài đó anh à. Anh nghe mọi người trả lời xong rồi nói vậy à, không nói gì thêm nữa. Mẫu chuyện này do anh bộ đội miền Bắc vào kể lại. Lời bình. Ta hãy suy gẫm chuyện trên đây. Ta có đức tin rằng bây giờ tuy thầy ta xa cách ta, có lẽ thầy ta đang quá thăng dạy đạo khắp đâu đó. Nhưng ta biết rằng thầy ta lúc nào cũng ở bên ta vậy, tại vì thầy ta có sứ mạng rất lớn, dâng lệnh Phật Thích Ca xuống trần này để cứu đời mở hội Long Hoa vậy. Thầy xa chúng ta là để thử lòng chúng ta đó, coi ai tu thật, tu giả, thì ngày gần đây thầy trở lại lọc lừa đó tín đồ ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo. Biến mất. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng lính tra liền thế thân. Tớ thầy nói chuyện cấn phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chừng khổ não mới là nổi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi, khoác nạc một hồi rồi lại bắt
gian. Thấy đời trong giả hết ham, nghe người biến mất coi làm chi đây. Năm 1939, lúc này Đức Thầy mở đạo tại làng Hòa Hảo cứu đời, thì Ngài dùng hóa thân đi khắp thành thị, thôn quê để nói thơ và thiên cơ để cho người đời thức tỉnh tu thân. Thì trong khoảng thời gian này, Đức Thầy có đến chợ Bến Thành, Sài Gòn. Ngài giả ra hai người, một thầy, một tớ, để thử lòng người nơi đây. Nhưng khi hai thầy tớ mới đến thì bị hai thằng lính hỏi tra thế thân. Lúc này thầy mới nói với hai thằng lính rằng: hai người không có thế thân, mới lỡ một lần xin cậu thứ tha. Lính nghe xong không đồng ý, khoác nạt một hồi rồi bắt giam. Khi thầy và tớ bị bắt giam thì lúc này thầy và tớ biến mất. Thì lúc này hai thằng lính trở vào không thấy hai người đâu, mới hết hồn, vội chạy ra ngoài tìm kiếm thì không thấy đâu. Rồi hai người mới ngẫm nghĩ suy đoán mà nói rằng: chắc hai người đó là tiên Phật gì đây. Hai người ngẫm nghĩ xong rồi đi làm nhiệm vụ. Rồi cho đến khi Nhật đảo chánh, Pháp làm chủ nước Nam, thì hai người lính này không được trọng dụng nữa mới về nhà. Thì trong giai đoạn này, Phật giáo Hòa Hảo được thuận hành, truyền bá rộng khắp mọi miền đất nước và thoát nạn của thực dân Pháp đàn áp dân tộc ta. Và trong thời điểm này, Phật giáo Hòa Hảo có đài phát thanh sấm giảng hàng ngày. Và một hôm nọ, có hai chú lính trước kia bắt Đức Thầy đang nằm nghỉ thì nghe đài phát thanh đọc sấm giảng đến đoạn: Bến Thành đến đó đậu liền, rồi cho đến câu: nghe người biến mất coi làm chi đây. Thì hai anh lính mới nhớ lại trước đây mình có bắt hai người nhốt vào tù rồi biến mất mà, đó là mình mà. Khi hai anh lính này nhớ lại rồi mới tìm hiểu về nguồn gốc Phật giáo Hòa Hảo xem sao. Khi hai anh hiểu được mới biết Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo là Phật rồi, thì hai người mới thở dài và hối hận vô cùng, và tự nói rằng: mình gặp Phật mà không biết, còn ăn nói thật lỗ mãng quá, và tự sám hối xin Ngài tha lỗi cho. Nhắc lại, hai anh lính này trước ở nhà cùng quận 3, và hai anh đều qua đời khoảng 60 ngoài tuổi. Nếu năm nay còn là 98 tuổi rồi đó. Một người tên là Quạo, một người tên là Tý. Hiện giờ con của anh Tý nhà ở đường Võ Văn Tần, tên là Hoàng. Mẫu chuyện này do con của anh Tý kể lại. Lời bình. Đức Thầy mở đạo cứu đời gặp nhiều thế lực cản trở Ngài, chẳng hạn như bọn thực dân Pháp gắt gao với Ngài. Nhưng Ngài không nản chí viết dạy đạo tìm kiếm người hiền đưa về nơi an lạc. Ngài có đủ tam thân và quyền diệu biến hóa khắp nơi để nói thơ thức tỉnh người đời. Chẳng hạn như hai người lính trên đây gặp Ngài và bắt Ngài, rồi Ngài biến mất và không hiểu Ngài là ai. Rồi cho đến khi Nhật đạo chánh pháp, hai người lính mới thắt sủng về nhà. Rồi ngày nọ nghe được phát thanh mới biết Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo quá thân mới hết hồn, mà nhận ra mình quá lỗ mãng vậy. Thật thương cho một kiếp người sanh lên gặp được bậc siêu phàm mà không nhận ra để tu thân cho kịp. Để giờ đây bỏ xác rồi, biết chuyện gì đâu khi mà không có tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, đời tới. Trước kia có anh đội tốt đi lính Tây, rồi sao anh xin nghỉ về nhà không làm nữa. Rồi anh xin làm đội trưởng, hướng dẫn cho bà con trật tự đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng để tiếp rước Đức Thầy. Đến đây công tác khuyến nông tại Mỹ Phước, Long Xuyên và đình Vĩnh Trạch, Núi Sập. Lúc này Đức Thầy dùng phương tiện đi bằng ghe của anh xã Nhiễu. Khi đến đây Đức Thầy mặc quốc phục, đi đứng khoan thai, chắp tay chào mọi người và có lời khuyên trước khi lên lễ đài thuyết pháp. Đức Thầy nói: bà con gắng tu đi, kẻo trễ. Chừng gặp cảnh chiến tranh tan tóc,
là gần sát tới đời, nghe chưa? Cảnh này khổ não lắm. Đức Thầy nói xong, rồi lên thuyết pháp. Lúc này mọi người chăm chú lắng nghe những lời ngọc ngà của bậc siêu phàm, thật quý báu, không chi sánh bằng. Mẫu chuyện này do ông Ngô Văn Vật kể lại. Lời bình. Đức Thầy mở đạo cứu đời thì Ngài thường nói thiên cơ trước cho mọi người thức tỉnh tu mau kẻo trễ. Chẳng hạn như những tai ách sắp xảy ra, Ngài thổ lộ cho những ai có duyên sâu cùng Ngài để hoài đầu hướng thiện, làm lành, lãnh dữ thì nạn tai đến sẽ thoát khỏi. Chẳng hạn như trong sấm giảng của Ngài có mấy câu như sau: Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nãy tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng to hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Hay là khổ với tham ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông mau núi sương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Nghe qua những câu thơ tiên tri, Ngài đã báo trước cho chúng ta biết rằng, và ta hãy nhìn lại xem thế giới bây giờ ra sao, thì ta sẽ hiểu được ngay. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo. Hết đời. Cuối năm Bính Tức năm 1946, khoảng 6 giờ chiều, các anh em chiến sĩ thuộc bộ đội dân xã kháng chiến chống giặc Pháp tại chiến khu miền Đông Nam Bộ. Trong lúc này gánh gọi mọi người nói chuyện đó đây cho khuây phở. Bấy giờ Đức Thầy đi công tác về tới vào ngồi chung với anh em chiến sĩ. Thì lúc này có một anh chiến sĩ lên tiếng hỏi: Bạch Thầy, con xem trong sấm giảng phiên người đời tu niệm Thầy có mấy câu mở đầu là Hà nguồn nay đã hết đời, phong ba biển chuyển đổi dời gia căn. Vậy cho con hỏi, hết đời sẽ có những hiện tượng gì xảy ra? Xin Thầy nói rõ cho chúng con được biết. Đức Thầy trả lời: Hết đời là hết cái đời bẩn nhơ này. Chừng ấy sẽ có những hiện tượng báo trước cho nhân loại thấy như dịch bệnh, bão lụt, mất mùa, đói khó, hạn hán, thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, làm cho nhân loại trên quả địa cầu này chết chóc thê thảm không sao kể xiết. Đó là dấu hiệu hết đời hạ quân hạ. Thầy nói tiếp: Với tai họa khủng khiếp này, nền văn minh khoa học cũng phát minh tới tột đỉnh, để rồi bế tắc như ngọn lửa đang cháy mạnh rồi chóng tàn rụi. Đức Thầy nói xong, mọi người ai nấy lặng tâm suy nghĩ, không hỏi gì tiếp. Mẫu chuyện này do đồng đạo tâm kể lại. Lời bình. Từ xưa đến nay người ta thường nói hết đời, tưởng rằng là không còn đời nào nữa. Chẳng hạn như có anh em chiến sĩ trên đây, xem qua sấm giảng của Ngài không hiểu hết đời ra sao, mới hỏi Thầy. Thầy liền giải thích cho biết. Khi anh hỏi thì Thầy nói cho biết chuyện đổi đời, sắp tới sẽ có những hiện tượng như Ngài giải ra y như phần trên vậy, rồi bước sang đời mới đầy an lạc hạnh phúc, không khổ như đời bợn nhơ này.
Nhưng người mà được bước sang đời hạnh phúc đó là phải chịu tu thân, hành thiện mới sang được đời đó vậy. Nếu không tu thì phải bị đào thải, lọc lừa, làm sao mà còn sống được. Những tai ách khổ nạn đó mà mong chi còn mạng khi mình không chịu tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, đập mũi. Bính Tuất năm 1946, Đức Thầy cùng các chiến sĩ ra ở chiến khu ở miền Đông Nam Bộ, sống trong bưng biển rất gian khổ, vì mũi mồng, địa dắt rất nhiều. Một tối đó Đức Thầy đang nằm trong mùng chưa ngủ, thì có mấy anh em phòng vệ thấy mũi cắn đốt Đức Thầy nhiều quá, vậy mà Ngài vẫn để tự nhiên không động đậy gì hết. Anh em phòng vệ thấy vậy, chờ cho Ngài ngủ say, anh mới dỡ mùng và đập con nào con nấy máu đầy bầu. Đức Thầy thấy anh em đập mũi mới lên tiếng. Ai biểu anh em làm như vậy? Lòi mũi nhờ hút máu người mới sống, nếu không cho thì quạt nó đi. Sở dĩ nó chưa tiến hóa bằng được như con người vì nghiệp nó còn nặng, lại thuộc loài hóa sanh hạ đẳng. Thôi anh em đừng bắt chiết chúng nữa mà mang nghiệp sát sanh. Nhưng nó vẫn còn thua lòng dạ hiểm ác của con người gấp tâm mưu hại đồng loại đó. Đức Thầy nói xong, lúc này mấy anh em phòng về học được tấm lòng nhân hậu của Ngài đối với loài hạ đẳng vậy. Mẫu chuyện này do ông Nguyễn Quang Quới kể lại. Lời bình: ở đời ta có được làm thân người thì ai cũng có lòng hiền lương thương xót cả. Nhưng nghĩ lại, có hiền và có ác. Nhưng cái hiền và thương của người chưa giải thoát thì không nhận được cái hiền thương cao cả vậy. Nếu người chưa hiểu được chân lý của nhà Phật cho thấu đáo thì có lẽ dùng tình thương không đúng chỗ vậy. Và mình còn gây ra tội lỗi mà mình không biết. Chẳng hạn như có mấy anh phòng vệ trên đây, khi thấy Đức Thầy bị mũi đốt mới khởi lòng thương Thầy, chui vào mùng đập mũi. Nhưng khi vào đập, Thầy khuyên đừng có đập chúng. Và Thầy còn dạy hãy thương chúng mới khỏi mang nghiệp sát vậy. Mấy anh phòng vệ trên đây tưởng làm như vậy là có lòng thương. Nhưng tình thương của mấy anh mà phải giết chúng thì làm sao gọi là tình thương? Nếu chúng ta đặt tình thương làm cho vui người lẫn cả vạn vật, không hại ai, thì đó mới chính là tình thương chân thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, người tín đồ tiêu biểu. Tháng 5, năm Canh Thìn 1940, lúc này Đức Thầy bị nhà đương cuộc Pháp an trí tại nhà ông Hương Bộ Thạnh ở gạch So Đũa Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Bấy giờ gần đó có một ông thường ngày đến để nghe Đức Thầy thuyết pháp, nhưng chưa quy y vào đạo. Ông không gặp được Thầy nữa. Nhưng những ngày đó lúc nào ông cũng nhớ lời Đức Thầy dạy không quên. Rồi đúng 5 năm sau, ông mới gặp lại Thầy một lần nữa. Lần này Đức Thầy đi phía nông tại Gò Quao, Kiên Giang, rồi Thầy về lại Sài Gòn. Khi Thầy ở Sài Gòn, rồi một hôm Đức Thầy có gửi cho bác một lá thơ đưa cho ông Nguyễn Hữu Giáp, đem về giao tặng tay bác. Lúc này bác nhận thơ của Đức Thầy gửi bác, mở ra xem xong rồi thầm nghĩ nói trong lòng: Thầy còn nhớ đến mình đây, chắc mình còn có duyên tu được đây. Ông nghĩ xong rồi tự quy theo đạo. Thời kỳ này đất nước gói ben, ông mới tạm cư lên chắc Chà Đao, Long Xuyên để ở. Lúc ông lên ở đây thì có một đồng đạo Bảy Nhàn nghe ông có bài thơ nên đến hỏi ông. Dạ thưa bác, nghe bác có bài thơ của Đức Thầy cho bác, vậy bác có còn nhớ nội dung không và nguyên văn không? Bác trả lời: Bài thơ Thất Lạc đâu không còn nữa, nhưng tôi còn nhớ nguyên văn để tôi đọc cho nghe. Trong thơ Thầy nói vậy nè: Con có căn duyên với Phật Pháp, cũng có duyên với Thầy. Thầy ra đời dân lệnh Phật Tổ lập hội Long Hoa, nếu để trễ không tu thì lâu lắm mới gặp được Thầy, và lâu lắm mới có hội Long Hoa nữa. Bây giờ phải Thầy, phải trò rồi, con gắng tu đi. Lúc này bác vừa đọc vừa xúc động nghẹn ngào vậy. Bác đọc xong rồi nói bài thơ đó là vậy đó. Mẫu chuyện này do ông Nguyễn Tấn Lợi kể lại. Lời bình: thật hữu duyên thay, khi đồng đạo trên rất sâu duyên với Đức Thầy. Ông này lúc đầu thường lui tới nghe pháp, nhưng rồi cũng chưa quy y, rồi từ đó xa cách Thầy, 5 năm mới gặp lại Thầy.
Nhưng lần này ông cũng chưa quy y. Rồi từ đó thầy lên Sài Gòn. Một ngày nọ, có nhờ một tín đồ gửi về cho ông bài thơ, nói ông có duyên ráng tu đi. Ông nghe qua liền nghẹn ngào rơi lệ vì thấy thầy còn nhớ đến mình và khuyên mình, cho nên ông tự quy y theo đạo tu cho đến hết đời và ra đi nhẹ nhàng. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: niệm Phật nhất tâm. Lúc đức thầy mở đạo cứu đời thì có ông quản dịp đến quy y với thầy. Lúc này thầy nói và khuyên ông nên niệm Phật. Ông Diệp Dân dạ nghe theo lời chỉ bảo của thầy, về nhà trì niệm. Rồi một hôm ông Diệp có đến gặp thầy để hỏi: dạ thưa thầy, niệm Phật nhất tâm là niệm sao vậy thầy? Xin thầy cho con được biết. Đức thầy nói: muốn niệm Phật không còn vọng niệm xen tạp, để mau được nhất tâm bất loạn thì niệm theo hơi thở. Khi thở ra thì có tiếng niệm Phật, cứ tập dậy thì lâu ngày quen dần. Còn sống giờ phút nào, thở một hơi thở nào cũng đều có tiếng niệm Phật, cứ giữ như vậy gắt mau được chỗ nhất tâm bất loạn. Bây giờ không còn một vọng niệm chằng nào xen tạp vì đã thanh tịnh và đến chỗ phát khai đạo quả. Ông nghe xong liền hoan hỷ và vui vẻ kính chào thầy ra về. Mẫu chuyện này do Bùi Văn Ưởng kể lại. Lời bình: từ trước đến nay ai niệm Phật cũng đều mong muốn cho mình được nhất tâm cả. Điều đó là tất nhiên rồi, không cần phải bàn. Nhưng niệm Phật muốn nhất tâm không phải dễ. Nếu ta niệm Phật mà không buông bỏ vọng trần thì làm sao được như ý nguyện của ta? Cũng có nhiều cách niệm Phật. Người thì buông bỏ, người thì vọng tưởng ôm lấy cảnh trần này thì làm sao mà nhất tâm được? Nếu chúng ta mà niệm Phật được một câu mà lòng buông bỏ hết tất cả và không vọng tưởng chi thì ta đã là cực lạc rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: niệm Phật đếm câu. Có một đồng đạo làm bạn với ông Hương Quảng Diệp ở làng Hòa Hảo. Ông bạn thấy ông Quảng Diệp cúng lại công phu hai thời, sáng, chiều, và mỗi ngày ông ngồi niệm Phật được 6.500 câu hồng danh Phật A-di-đà, và thời trưa thêm 1.500 câu nữa. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi thêm 500 câu nữa, cộng lại là 8.500 câu Phật A-di-đà. Ông thấy vậy mới nói với bạn Quảng Diệp rằng: tôi thấy anh niệm Phật tinh tấn quá, tôi nể anh lắm. Ông nói vậy rồi lòng ông có sự so sánh là sẽ cố gắng phấn đấu không chịu thua bạn mình. Khoảng tháng 5 Tân Tỵ 1941, bấy giờ nhà đương quyền thực dân Pháp lưu cư Đức Thầy xuống tận Bạc Liêu tại nhà của ông Ký Giỏi, thì lúc này ông được lệnh của thầy gọi ông xuống thăm. Khi ông xuống thăm thầy rồi thì ông lưu lại mấy hôm thì được Đức Thầy chỉ cách cúng lại và cách ngồi niệm Phật. Và buổi tối nọ sau thời công phu xong, Đức Thầy gõ quai ông hòa dạy: mục đích niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được bình định, chớ không phải niệm Phật kể số lượng cho nhiều mà được. Hơn thế, niệm Phật chủ yếu là cho được định tâm, chớ chẳng phải lấy số nhiều. Và đừng thấy người khác niệm Phật mỗi ngày cả mấy ngàn câu mà so sánh. Đức Thầy vừa dạy xong, ông liền hết hồn và nghĩ thầm: trời, thầy biết được tâm niệm của mình. Nghĩ xong rồi, ông dạ vâng lời thầy, chào thầy ra về. Rồi từ đó ông về niệm Phật theo lời dạy của Đức Thầy, không nghĩ niệm Phật và đếm câu nữa. Mẫu chuyện này do ông Quỳnh Hữu Phỉ kể lại. Lời bình: mục đích của niệm Phật là làm sao cho ta không còn vọng trần nữa thì mới mau thành tựu, chứ không phải niệm Phật nhiều câu mà kết quả đâu. Vì sự niệm Phật là phải niệm cái bản lai của mình như Đức Thầy chỉ dạy, ông tín đồ trên đây mới mau đắc quả thành công. Còn mà niệm Phật không nhìn lại bản lai của mình thì suốt đời này niệm cho đến chết cũng chẳng đi đến đâu cả. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: đi trúng thì sống. Quý Mùi năm 1943, lúc này có bốn ông. Thứ nhất là ông Giáo, thứ hai là ông Kinh, thứ ba ông Quảng Diệp, thứ tư ông Biện Đài từ Hòa Hảo đi lên Sài Gòn, đến văn phòng đường Lafell
viếng thăm đức thầy. Khi đến trình lễ xong, thầy trò mừng kính hồi lâu, rồi ông Biện Đài đứng lên thưa hỏi: "Dạ bạch thầy, trong quyển sáo của thầy có viết về luận tam nghiệp có câu: đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Có ý nghĩa ra sao, nhờ thầy giải thích cho anh em tôi được hiểu, để sau này tín đồ hỏi chúng tôi còn trả lời cho họ biết đó thầy." Đức thầy cười và nói: "Chết nghe đài muốn hiểu hả?" Thầy nói xong rồi ngước mặt lên trời đọc bốn câu như sau: "Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng." Thầy đọc xong nói tiếp: "Các ông nên nhớ, thầy ra đời đây là lần chót. Nếu không lo tu thì hằng muôn năm sau cũng khó mà có duyên gặp được đạo chánh. Và các ông nghe đây, sinh ra ở đời, có người giàu muốn hay giàu không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo, đạo của con người kêu bằng đạo nhân. Và nó là con đường đi chúng thì sống, bước chặt tắt chết." Các ông nghe thầy dạy xong liền hiểu, dạ vâng lời, không hỏi gì thêm. Mẫu chuyện này do ông Ngô Thành Bá kể lại, tức ông Biện Đài. Lời bình: ông Biện Đài trên đây xem qua tam nghiệp không hiểu thầy dạy ý ra sao, nên mới hỏi thầy câu: đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Khi ông hỏi xong, thầy la ông, rồi thầy đọc bốn câu cho ông biết. Và thầy còn nói với các ông rằng: kiếp này mà không lo tu thì hằng muôn năm sau mới gặp đạo chánh vậy. Và thầy giải tam nghiệp cho các ông. Các ông nghe thầy đọc và giải xong, các ông hiểu liền, mới nhận ra là trước khi tu phải hành đạo nhân, và phải có tín, nguyện, phụng, hành, và nhất tâm đó là đi trúng thì sống, bước trật tất chết vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo: Long Xuyên Sa Đéc. Năm 1939, lúc Đức Thầy khai đạo thì Ngài có đến Long Xuyên và Sa Đéc. Hai nơi này Thầy quá thân ra hai người. Vợ và chồng nghèo khổ, để dạo đi nói thơ khuyên bá tánh tu hiền. Nhưng đi suốt một buổi mà không thấy ai mở tâm quay đầu. Cho nên Thầy than ngâm lên mấy câu: vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê, buồn chấm lê thơ ồ ê. Khi than xong rồi Ngài liền đến nơi khác quá thân, người khác giải tiếp. Rồi từ ngày đó hai chỗ Long Xuyên và Sa Đéc có người đến tổ đình hòa hảo nghe thầy thuyết pháp, rồi quy y có xem qua quyển nhất, thấy mấy câu như sau: vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê, buồn trong lê thơ ồ ê. Thì mới nhận ra hai vợ chồng hôm ấy là Đức Thầy giả ra để nói thơ phiên dạy bá tánh nơi đó. Mẫu chuyện này do đồng đạo lớn kể lại. Lời bình: Đức Thầy là Phật lâm phàm xuống đây để cứu vớt chúng sanh, nhưng Ngài không bao giờ xưng mình là Phật. Ngài chỉ giả ra cùi, điên, khùng, già, trẻ, nam, nữ để thử lòng bá tánh và độ bá tánh. Và Thầy còn xưng anh em với tất cả chúng sanh nữa. Chẳng hạn như có câu: ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Đó là một vị Phật chịu khổ cho chúng sanh, nào ai có biết đâu. Hỡi đồng đạo ơi, xem qua hai câu trên đây, ta thấy mình thương Thầy lắm không? Nếu thương thì hãy giữ giới, tinh tấn cho đẹp dạ Thầy. Đồng đạo ơi, đừng bỏ Thầy giữa chừng khi Thầy chưa về. Đồng đạo ơi.
Chuyện tiếp theo. Ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da. Đọc hai câu trên, ta thấy ý của Đức Thầy lộ cho chúng ta biết Thầy là cổ Phật trở lại. Và ta phải hiểu rằng thời tam hoàng ngũ đế, lúc mới lập ra trời đất, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, thì Thầy đã đắc đạo thời đó rồi. Nếu ta đọc ngược dòng lịch sử lại, thì thời tam hoàng đó cách nay khoảng 3.000 năm rồi. Trước Phật Thích Ca Mâu Ni 500 năm vậy. Và kể lại lúc bên Tàu thời đó, có ông vua Nhân Hoàng. Ông có một cô công chúa từ nhỏ đến 18 tuổi nằm một chỗ, không đi lại được. Nhưng xét lại không thấy bệnh chi hết, mà lại nằm như vậy suốt 18 năm trời. Vợ chồng ông vua này rất thương con, không biết phải làm sao, nên mới bàn với quần thần rằng, dán cáo thị khắp nơi, nếu ai chữa cho công chúa được, nếu là nam mà bằng tuổi thì cho làm phò mã, nhỏ tuổi thì làm em, còn lớn tuổi chú hoặc bác hay làm cha nuôi, còn nữ bằng tuổi làm bạn, lớn tuổi thì chị, lớn nữa thì cô hoặc mẹ nuôi, và thưởng vàng bạc châu báu, muốn chi cũng được. Vua bàn xong thì cáo thị mấy ngày sau được dán khắp nước. Thì bỗng đâu trên núi Kim Sơn có một nhà sư, có cái chùa tu trên đó. Ông nghe nhà vua thông báo như vậy, ông rất mừng. Và ngày hôm đó ông cúng xong và nguyện xin với chư Phật như vậy: xin Phật chỉ cho con phương thuốc để con cứu công chúa hết bệnh, để vua ban thưởng tiền bạc cho con. Con lấy số tiền đó sửa chùa và in kinh sách truyền bá cho bá tánh tu hành. Ông sư vừa nguyện xong thì có một người bạn của ông tên là Tế Điên. Tế Điên này là Phật chứ không phải Tế Điên Hòa Thượng như sách viết bây giờ. Vậy Tế Điên này có cất cái am tu gần chùa của ông sư bạn mình trên núi Kim Sơn và biết được tâm nguyện của ông mà đi đến gặp ông và nói rằng: đạo huynh à, đạo huynh á, rút lại lời nguyện đi thì tôi sẽ giúp đạo huynh được như ý nguyện. Đạo huynh hãy xuống gỡ bản và vào gặp vua, nói rằng 3 ngày nữa tôi xuống chữa cho công chúa hết bệnh. Lúc này ông sư mới hỏi bạn mình: vậy bạn có thuốc gì chữa cho công chúa cho tôi biết được không? Lúc này Tế Điên nói lại: đạo huynh cứ nghe tôi nói như vậy đi, còn thuốc thì tôi không cho đạo huynh biết, miễn tôi chữa cho công chúa được thôi. Đạo huynh cứ yên tâm. Lúc này ông sư nửa mừng nửa lo, mà nghĩ thầm rằng không biết bạn mình có nói thật không. Và ông nói với người tu là không bao giờ nói dối. Cho nên ông xuống núi gỡ bản, gọi 2 người lính dẫn vào gặp vua. Lúc này vua thấy mới mừng rỡ và nói rằng: chậm mừng quá, hôm nay có đại đức xuống chữa cho con gái chậm, vậy là con gái chậm sẽ được khỏi. Nhà vua nói tiếp: vậy đại đức dùng thuốc gì chữa cho con gái chậm vậy? Lúc này ông sư mới thưa rằng: dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần không có thuốc chữa cho công chúa. Thần xuống đây là trung gian cho người bạn của thần mấy hôm nữa xuống chữa cho công chúa đó bệ hạ. Lúc này nhà vua buồn và nói: đại đức xuống mà không có chữa cho công chúa, mà đại đức nói là trung gian cho bạn, vậy bạn đại đức giờ ở đâu? Ông sư nói: dạ thưa bẩm bệ hạ, bạn của hạ thần còn ở trên núi, 3 hôm nữa mới xuống chữa cho công chúa vậy đó bệ hạ. Nhà vua nghe ông sư nói xong rồi mới nói lại rằng: vậy cũng được, nhưng lấy gì làm bằng chứng lỡ bạn của đại đức không xuống rồi sao? Vậy đại đức viết tờ cam kết với chậm có gì mới bắt tội đại đức được? Lúc này ông sư phải đồng ý ký giấy với vua, và ông tin tưởng rằng bạn mình không bao giờ gạt mình đâu. Khi ông ký xong rồi trở về chùa, rồi mới qua am bạn mình để xem coi xuống núi chữa cho công chúa chưa. Khi ông qua thì thấy Tế Điên bạn mình đang ngồi thiền. Ông không dám gọi, vì mới là ngày đầu. Rồi ông trở về chùa. Qua đến ngày hôm sau, ông lại qua xem tiếp coi bạn mình đi chưa. Khi ông qua thì thấy Tế Điên bạn mình vẫn ngồi trơ trơ đó bất động. Lúc này ông nghĩ thầm mà nói: thôi, kiểu này chắc mình chịu tội với vua rồi. Nhưng ông nghĩ lại, còn ngày nữa để xem bạn mình có xuống không. Nghĩ xong ông lại về chùa. Rồi sáng đến ông qua coi bạn mình đi chưa. Khi ông qua
thì vẫn thấy bạn mình ngồi yên một chỗ. Ông mới thất vọng rồi nói thầm: thôi, bạn mình gạt mình rồi. Trận này mình chịu tội với vua rồi, vì nói gạt vua. Ông nói xong rồi về chùa nằm chờ chịu tội. Khi ông về chùa thì ông đoán ra rằng hai ngày sau quan lính sẽ đến mời mà chịu tội đây. Thật đúng không sai, đúng hai ngày sau quan và lính dâng lệnh vua kéo đến chùa để gặp ông sư. Lúc này ông sư thấy mới ra gặp để chịu tội. Nhưng mới ra gặp thì thấy quan và lính thưa với sư rằng: dạ đại đức, chúng tôi dâng lệnh vua đem vàng bạc châu báu đến cho đại đức sửa chùa và in kinh sách đây. Và hoàng thượng còn gửi lời cảm ơn đại đức làm trung gian chữa bệnh cho công chúa nữa. Lúc này ông sư mới chân hững và nghĩ thầm: ủa, bạn mình đâu có xuống núi chữa cho công chúa đâu, mà sao vua cảm ơn và tặng châu báu vậy? Ông đang suy nghĩ thì có một tên quan nói: tế điên bạn của đại đức chữa cho công chúa hết bệnh rồi, và ngài còn thuyết pháp độ cho vợ chồng con cái hoàng tộc, nhà vua quy y tu theo đạo Phật, làm cư sĩ tại gia nữa. Nói xong quan lính ráp về, còn ông sư mới nghĩ thầm rằng, và nói: chắc tế điên bạn mình đắc đạo rồi mà mình không biết vậy. Lời bình. Hai câu trên đây Đức Thầy báo cho chúng ta biết là Thầy đắc đạo từ thời Tam Hoàng vậy, và Thầy chúng ta chuyển nhiều kiếp để độ chúng sanh đó, cho đến ngày nay chúng ta có duyên với Thầy nhiều kiếp rồi mà chưa thành đạo, nên phải xuống lên cho đến bây giờ. Cho nên Thầy ta mới trở lại kiếm độ chúng ta để đưa về nơi an lạc quát dậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Canh tí năm nay thật quá buồn, suối nguồn rơi lệ tưởng nhớ luôn. Nhớ lời tôn sư tiên báo trước, nạn khổ chúng sanh đã đến rồi. Quang cầu thế giới hòa khắp nơi, dịch chết tràn lan ôi thương xót, động lòng trắc ẩn tiếng bi than. Nung đúc từ bi khuya dậy sớm, tâm lời vàng ngọc đấng tôn sư, giúp đỡ nhân sanh kịp bên bờ, kết lại làm chuyện để xem cơ. Cho người thức tình mau tu niệm, để kịp lòng qua dự hội thiên. Chứng quả vô sanh bất diệt liền, chứng quả vô sanh bất diệt liền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến đây xin khép lại Chuyện Mới Bên Thầy Phật Giáo Hòa Hảo